chơi hả? Con bị đấm hả? Sao dạ? Nó muốn đổi hả? Nói gì? Sao dạ? Đổi qua đổi lại đi đừng trở thành con mới. Chứ nó có bấm cái con này, chắc chứ cô cho con bấm con này. Ừ. Đây là tao khít luôn á hả? Giỏi như vậy.